Chào các bạn, mình là Nam Em. Picopresso theo mình là cái dụng cụ pha espresso cầm tay, bỏ túi đi ra ngoài tốt nhất trên thị trường hiện nay. Mình có một video review khá chi tiết đó, mình có link lại ở đây cho anh em xem lại nếu cần ha. Trong video đó mình có nói khi sử dụng cái Picopresso thì với những anh em có tay nhạy cảm thì nó sẽ bị nóng. Và mình có nói rằng là anh em có thể sử dụng những cái bao da, những ốp da để nó đỡ bị nóng hơn. Và mình có nói rằng khi sử dụng bao da thì nhược điểm là không có bỏ vô được những cái carrying case. Thì đó là cái sai của mình. Bởi vì khi mình sử dụng cái bao da này thì mình vẫn bỏ vô được cái carrying case, vô được cái hộp bảo vệ. Mình đã sai và xin lỗi anh em. Bây giờ mình sẽ thử nhiệt ở hai tình huống anh em ha. Đầu tiên là tình huống không sử dụng cái bao da này. Và sau đó là mình sẽ thử nhiệt ở tình huống là sử dụng cái ốp da, xem là nhiệt nó biến đổi, thay đổi như thế nào. Thì mình sẽ nấu nước và mình set nhiệt độ nước là 100 độ C. Ok, nước ra sôi rồi anh em, chúng ta cũng tiếp tục ra. Đầu tiên là ủ nóng cái dụng cụ này. Trong thời gian đó thì chúng ta xay cà phê đi rồi ha. Mình giả dụ thời gian xay cà phê mất đâu đó khoảng 1 phút thì chúng ta sẽ ủ nóng cái này 1 phút ha. Sau khoảng 1 phút, phần bên ngoài cái vỏ của cái Wacaco Picopresso nên nhiệt độ nó đang ở khoảng chừng 60 độ C ở phần vỏ bên ngoài. Đây là lúc mình đang không có dùng ốp ha. Thì đây là ở giai đoạn mới ủ nóng thôi. Giờ mình sẽ bóp cái nước này ra và mình sẽ bỏ nước lần thứ hai để mình pha cà phê. Bóp nước nè. Thì khi chúng ta pha cà phê bằng Picopresso thì chúng ta cũng phải có giai đoạn ủ nóng dụng cụ như thế này để cho chúng ta có được cái chiết xuất cao nhất khi chúng ta pha cà phê. Bóp hết nước ra lần đầu. Chế nước lần hai, vẫn là nước sôi 100 độ nha. Mình không bỏ cà phê nhưng mà vẫn giả sử ở đây có cà phê anh em ha. Rồi mình đã pha xong cái ly cà phê ở lần đầu tiên. Rồi chúng ta mất đâu đó khoảng chừng 3 phút cho lần đầu tiên ha. Thì sau khi mình pha cà phê ra để đo là nhiệt độ của cái này. Nếu chúng ta không dùng ốp da thì bên ngoài nó nhiệt độ như thế này, khoảng chừng 66-67 độ C. Cho pha lần đầu anh em ha. Rồi ví dụ như chúng ta pha cái shot thứ hai và chúng ta không cần phải ủ nóng nữa bởi vì chúng ta vừa pha cái shot đầu tiên xong. Nãy giờ nước vẫn là giữ ở 100 độ C. Nhiệt độ của shot thứ hai vỏ ngoài xung quanh vẫn ở đâu đó khoảng chừng 63-64 độ C. Lúc này ở shot 2 thì bắt đầu mình đã cảm thấy được cái nóng. Cái phần sau lưng này nè, nó đã hơi nóng rồi đó. Ui cha, cũng hơi khó chịu rồi. Để coi nhiệt độ cụ thể nó là bao nhiêu. 66-67 độ C rồi. Thảo nào mình cảm thấy hơi khó chịu. Vào cái phần sau lưng này nè, là cái nơi mà mình cảm thấy khó chịu nhất. Tiệm cận 68 độ C. Khá nóng đấy, điểm nóng nhất. Ok, thì chúng ta đã có được giải đáp rồi. Khi không dùng cái bao da này và chúng ta pha shot thứ nhất thì nhiệt độ vỏ bên ngoài nó đâu đó khoảng chừng 63-64 độ C. Và khi chúng ta không dùng bao da, pha shot thứ hai là nhiệt độ cái vỏ ngoài này lên tới khoảng chừng 67-68 độ C. Vậy thì bây giờ mình dùng bao da để xem nhiệt độ nó thay đổi như thế nào. Rồi giới thiệu sơ chút xíu về cái bao da này anh em ha. Giá đâu đó khoảng chừng 400 ngàn á. Thì đây là da may hai lớp da thiệt á. Khá đẹp. Và chúng ta sẽ ốp vô như thế này. Phía sau chúng ta gài vô. Đó. Đổ nước sôi vô. Một giờ nè. Thì trong lúc mình ủ nóng cái này thì mình sẽ đi cân cà phê, mình đi xay cà phê, mình đi time cà phê vô trong cái powder filter này. Để đó. Xay xay cân cân. Rồi chờ một phút sau. Rồi sau giai đoạn ủ nóng một phút mấy ở đây, mình quay trở lại mình xem cái nhiệt độ của này như thế nào. Rồi cái vỏ xung quanh bên ngoài. Chỗ này là 30 mấy độ C đó. Tại vì nắp trên nó nóng cho nên ở đây véo 38 độ C. Nói chung là 30 mấy độ C thì chúng ta sẽ rờ vào sẽ không có cảm giác gì cả bởi vì nhiệt độ người chúng ta đã 37 độ C rồi. Rồi mình sẽ vặn nước ra lần đầu tiên rồi sau đó mình chế nước sôi 100 độ vô mình pha cà phê ha. Là quá trình sau quá trình ủ nóng, đổ nước sôi ra. Ủ nóng xong, đổ nước sôi 100 độ C vào để chúng ta pha cà phê. Lúc này thì cảm giác cầm của mình là gần như là không thấy nóng gì cả. Thực sự là không thấy nóng gì cả, thấy ấm tay thôi. Ấm nhẹ chứ cũng không ấm nhiều. Ok, pha xong shot espresso và mình thấy ấm nhẹ thôi. Và cái này nè, anh em thấy hai cái đai chỗ này thì ở đây có nhờ thêm có hai cái đai này nữa. Cho nên là nó nâng cái tay mình ra, tách cái chỗ đó ra nên lại càng không nóng. Đo nhiệt độ nhanh thì thấy báo là ở tầm
50 độ C. 50 độ C ở phần vỏ ngoài. Lúc này thì chỉ cảm giác là ấm ấm nhẹ thôi, chứ cũng không nóng. Pha cái shot thứ hai để xem nhiệt độ shot thứ hai như thế nào. Đổ nước ra. Nước sôi 100 độ C. Mình đổ nước sôi lần thứ hai vô. Bây giờ đo thử nhiệt độ khi đổ nước sôi lần thứ hai vô cho anh em coi. Vỏ ngoài xung quanh vẫn ở mức là 50 độ C. 50 độ C thôi. Cái phần da nào chỗ mình tiếp xúc vào cũng đều ở dưới 50 độ C, không có trên 50 độ C. Và chênh lệch 50 độ C với 60 độ C là nhiều á, khác nhau 10 độ C mà. Dễ cầm rồi. Giờ mình pha shot thứ hai để mời bạn. Lúc này thì đã thoải mái hơn rất là nhiều, không có bị nóng nữa. Có thể pha, mình không có thấy nóng. Rồi sau cái shot thứ hai thì chúng ta cũng đo nhiệt độ của cái này. Vỏ bên ngoài tầm 53 độ C. Và nhờ có cái bao da chúng ta cầm cái này thoải mái hơn, có thể pha tới shot thứ hai rồi mà cũng không có bị khó chịu cái tay của chúng ta. Ok. Bao da có tác dụng. Rồi tổng kết nhanh ha anh em ha. Cái bao da này nó có hai tác dụng với lại cái Wacaco Picopresso. Tác dụng thứ nhất á, và rõ rệt nhất là nó giúp cho chúng ta pha nhiều shot espresso liên tục mà chúng ta sẽ không có bị nóng tay, không có khó chịu chúng ta sử dụng cái này. Đó là đối với mình là tác dụng lớn nhất. Tác dụng thứ hai nữa là nó đẹp, trang trí đẹp, nhìn nó cá tính. Hay. Rồi anh em đang sử dụng cái Picopresso mà bị nóng tay thì có thể cân nhắc mua bao da. Mình thấy cũng khá hay á. Giá bao da này hình như là 400 ngàn. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em những video sau nha. Bye bye.